đã tới, cho nên hôm trước chị có nhờ anh Tiểu Bảo đặt cho chị hai chiếc lều, một chiếc cho chị và một chiếc cho anh Tiểu Bảo Thúi, để sắp tới đây chị và anh ấy sẽ đi cắm trại ở một nơi nào đó xa xôi thực sự, chứ không phải trong sân nhà chị nữa. Tiêu chí đặt lều của chị lần này đó là nó không cần quá to, chỉ cần nó xinh xắn đáng yêu là được. Vì vậy hôm nay anh Tiểu Bảo đã mang đến cho chị hai chiếc lều và chị nghĩ rằng mình phải khui nó cho các anh Hùng xem luôn. Đây là một chiếc lều. Chiếc lều này có giá là 600.000, cũng khá là cao đấy. Chị sẽ cắt nó ra. Phạm Thuận thì rất là thích đi cắm trại, tuy nhiên chị nghĩ rằng nếu mà đi cắm trại bây giờ thì sẽ không đưa bạn ấy đi được, bởi vì bạn ấy đang còn đau mắt. Đi cắm trại ra ngoài trời thì sẽ rất là bụi. Đúng là màu mà chị yêu thích luôn, đó chính là màu hồng. Ta-da! Rất là dễ thương luôn các em này, nhìn như là một mái nhà thực sự vậy. Có cái túi xách này nữa, rất dễ thương. Chúng ta sẽ xách và đi cắm trại. Chị sẽ mở cái này luôn. Cái này chắc là màu xanh của anh Tiểu Bảo rồi, tại anh Tiểu Bảo cũng thích màu xanh mà. Mái màu xanh này vậy là cũng hợp với dáng của anh Tiểu Bảo rồi. Chị nghĩ rằng cái màu hồng công chúa này thì hợp với anh Tiểu Bảo hơn, cho nên chị sẽ để cho anh Tiểu Bảo Thúi cái màu hồng này, còn chị sẽ lấy cái này. Giá của chiếc lều này có giá là 285.000, còn chiếc lều này có giá là 600.000, và chị thích những cái đắt hơn. Trong đây thì cũng có rất là nhiều những cái ống như thế này để chúng ta có thể lắp lều. Lần trước thì cái lều lớn của chị cắt ống bằng kim loại, nhưng lần này ống bằng nhựa các em ạ. Không biết là nó có chắc chắn không. Nhìn bên ngoài thì nó cũng khá là to đúng không nào. Không chỉ đẹp mà nó còn to nữa. Cái này giống y như kiểu giường của công chúa ngày xưa chị hay xem các bộ phim vậy. Còn cái này thì giống một cái nhà. Cái này đẹp đây. Và hình như cái lều này cũng to hơn nữa, bởi vì các cái ống dài hơn mà. Bây giờ chị sẽ mở nó ra và lắp luôn. Chị sẽ lắp cái công chúa cho anh Tiểu Bảo trước. Thuận ra kia nhá Thuận nhá. Thuận đừng thấy lều đẹp mà Thuận lại thích nằm nhá Thuận nhá. Theo như hướng dẫn ở bên trên vỏ của chiếc lều thì chúng ta cần phải nối các thanh cây lại với nhau. Đầu tiên đó là hai cái thanh ngắn này được nối lại với nhau. Đây là các mối nối các em ạ. Sau khi nối các cây dài với cây dài, cây ngắn với cây ngắn thì chị đã được như thế này. Nhiệm vụ tiếp theo của chị là xỏ những cái cây này qua chiếc lều. Đấy, có những cái ống như thế này và chúng ta sẽ luồn qua. Định đem đi giấu khi mà có được một cái là lén đem đi giấu ngay. Thế mà chị phát hiện ra. Để đây tí nữa chị làm lều cho em gặm như thế làm sao mà làm lều cho em được nữa. Tiếp theo đó chị sẽ sử dụng cái mối nối này. Đưa chị để nối hai cái thanh này lại với nhau.
Đây là bề mặt khung dưới của chiếc lều. Sau khi nối xong khung dưới thì chị sẽ nối lên trên. Ôi trả chị đi mà, trả đi mà. Rồi. Trời ơi, tí nữa làm sao mà nối được nữa. Nghịch quá nha. Méo hết cây rồi. Thở dài gì mà thở dài. Làm sai lại còn thở dài nữa. Tức cả. Giận, đang giận các bạn. Nhìn mặt giận. Tại vì chị la nên đang giận. Thôi được rồi, đừng giận nữa. Thôi đã hết giận. Vẫn còn giận nghe mà. Thôi không phải dễ dụ đâu. Lén lút, lén lút. Được rồi Thôi ơi. Thôi đừng nghịch nữa Thôi ơi. Tiếp theo chị sẽ cắm những cái cây như thế này để làm trụ đứng cho chiếc lều. Tiếp theo chị sẽ luồn các thanh ngang vào đây. Về cơ bản thì chiếc lều của chị đã sắp hoàn thành. Nhiệm vụ cuối cùng đó là chị cần làm nóc nữa là xong. Chị sẽ cho 6 cái cây vào đây. Và cuối cùng sau khoảng 30 phút nỗ lực thì chị cũng đã lắp xong được chiếc lều công chúa cho anh Tiểu Bảo Bảo Thúi. Bây giờ chị sẽ chuyển qua lắp chiếc lều của chị. Lúc đầu thì chị thấy rằng chiếc lều của anh Tiểu Bảo Thúi cũng hơi mềm yếu một tí. Tuy nhiên bây giờ sau khi lắp xong thì chị thấy nó khá là cứng cáp, rất là phù hợp với anh Tiểu Bảo Bảo Thúi. Anh có lấy cái nạn lều này không? Không thèm. Không thèm, đẹp như thế này mà không thèm. Chứ ở trong đây thì chúng ta sẽ không sợ muỗi nữa. Bởi vì nếu mà muỗi thì mình sẽ thả màn này xuống. Buổi tối thì có thể ngủ ở trong đây luôn. Rất là phù hợp với dáng của anh đấy. Bạn Thuận thì cực kỳ thích chiếc lều này các em ạ. Các em có thể nhìn thấy bạn Thuận vừa lắp xong là vào trong đây chơi ngay. Vui ha Thuận ha, có chiếc lều mới vui ha. Rồi bây giờ chị sẽ làm lều cho chị. Chiếc lều này thì có vẻ là phức tạp hơn đấy. Nó đã thành một cái khung nhà rồi này các em. Các em có nhìn thấy nó giống cái nhà không? Y chang một cái nhà rồi. Tiếp theo công việc khá là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ phủ bạt lên. Đây là cái bạt này. Chỉ cần phủ lên là xong. Bên này sẽ là bên hông. Wow, đây chính là cái lều bán kem. Wow, anh Tiểu Bảo mua đúng ý chị quá. Chị đang mơ ước có một cái lều bán kem như thế này lâu lắm rồi. Hôm sau chị sẽ làm kem và chui vào đây đem ra ngoài đường bán. Oh, cô gái bán kem. Nhìn sơ qua thì chiếc lều này có vẻ đắt hơn, tuy nhiên không chắc chắn bằng chiếc lều cũ. Chiếc lều hồi lúc nãy chị lắp thì chắc chắn hơn đấy các em ạ. Cứng cáp hơn. Nhưng mà nó khó lắp hơn cái này. Cái này thì dễ lắp hơn rất là nhiều. Bạn Thuận rất là thích những cái mới. Cho nên là sau khi cái kia được bỏ ra và chị lắp mới cái này thì bạn Thuận vào trong ngồi luôn. Ngồi trước để dành chỗ đấy các em ạ. Thuận thì thôi á.
khi kéo chùm hết thì chúng ta sẽ kéo thêm cả cái dây thun này xuống dưới là nó sẽ tự động chắc lại. Rất là đơn giản thôi các em ạ. Nhưng mà chị nghĩ rằng chiếc lều này thì sẽ không chịu được gió bão hay trời mưa. Vậy là kế hoạch đem chiếc lều này đi cắm trại của chị đã thất bại rồi sao? Chị phải tự mình đặt cho mình một chiếc lều mới thôi. Chứ giao cho anh Tiểu Bảo Bảo là chị nghĩ là sẽ không thành công đâu. Làm việc gì là hỏng việc đó ngay thôi. Anh Tiểu Bảo Bảo không biết được mua sắm mà. Còn chiếc lều này thì chị sẽ để dành cho Thộn và Thốn. Thộn một cái, Thốn một cái. Wow, bên trong chiếc lều này cũng khá là rộng rãi. Tuy nhiên chị cảm thấy rằng nó hơi nóng em ạ. Đây là cửa ra. Bên đây thì chúng ta có cửa sổ đằng sau nữa, nhưng mà chắc các em không thấy. Cửa ra thì hơi nhỏ, lúc ra lúc vô thì chúng ta phải cúi đầu. Thực chất đây không phải là một cửa tiệm bán kem mà là bán kẹo bánh thôi. Đó, chị sẽ kéo cửa này lên và dán vào đây. Ta-da! Nhìn nó rất là đẹp đúng không em? Đó, chị sẽ mang kem vào đây và bán cho anh Tiểu Bảo Bảo Thúi. Nếu mà nó to hơn một tí xíu thì chị nghĩ rằng đây sẽ là một cái lều lý tưởng để cho chị đi cắm trại đấy. Bên đây có rất là nhiều các loại bánh kem mà chị yêu thích này em. Nhìn thấy là chị đã thấy thèm rồi. Đằng sau đây là một cái khung cửa sổ để chúng ta bán kem. Bên đây là kem này. Khi nào anh Tiểu Bảo Bảo mua kem gì thì chị sẽ lấy kem ở bên trong và thả ra đây bán cho anh Tiểu Bảo Bảo Thúi. Đây còn có cả menu nữa. Rất là đẹp luôn. Nhưng nó hơi nhẹ. Nếu mà đi ra bên ngoài thì chúng ta cần phải lấy đinh và đóng bên trong này xuống dưới để cho chiếc lều của chúng ta thêm chắc chắn. Ngoài việc bán kem thì chiếc lều này chúng ta cũng có thể cho banh vào trong đây làm nhà banh và chơi. Còn chiếc lều của anh Tiểu Bảo Thúi đây, nó to hơn, tuy rẻ tiền hơn nhưng to hơn và chắc chắn hơn chiếc lều của chị các em ạ. Chiếc lều này rất là nhẹ luôn, các em nhìn này. Thấy chị khỏe không? Còn đây, đây là chiếc lều của anh Tiểu Bảo Thúi. Rất là đẹp luôn, nhìn rất là giống công chúa luôn. Buổi tối thì chúng ta có thể đem sách vở vào trong đây ngồi đọc nè, xong rồi ngủ ở trong đây luôn nè. Khi nào ngủ có nhiều muỗi quá thì phải thả màn xuống nhá các em. Đâu, Thốn chọn được rồi à? Đâu? Vậy là Thốn lấy chiếc này, còn Thốn lấy chiếc này. Đúng là rất là hợp với dáng Thốn luôn. Bởi vì Thốn là công chúa mà. Công chúa Thốn lộn xộn mà. Còn Thốn là hoàng tử mà lấy cái này thì hơi kỳ ha. Thốn chui vào trong đây thì chị nghĩ đến một bộ phim, đó là bộ phim Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé. Thốn chính là hoàng tử bé. Chị sẽ cột vào đây. Nếu mà hôm nào trời không mưa gió thì chị nghĩ rằng chúng ta cũng có thể đem chiếc lều này ra bên ngoài để cắm trại. Tuy nhiên nếu mà trời mưa gió thì không mang được ra bởi vì nó sẽ bị mưa ướt hết. Lúc đầu khi mà khui hộp hai chiếc lều này thì chị cảm thấy khá là thất vọng bởi vì nó rất là yếu ớt luôn. Tuy nhiên sau khi lắp vào rồi thì chị thấy rằng độ dễ thương của nó đã bù đắp cho sự yếu ớt này. Thì chị vẫn cho nó 10 điểm. Chị sẽ để nó ở trong nhà và chơi thôi. Như vậy cũng rất là thích mà đúng không em? Mỗi khi mà chị chơi món đồ chơi gì thì chị sẽ chơi ở trong đây. Chị hạ màn xuống để không bị muỗi đốt nữa. Đúng là lý tưởng. Còn lâu lâu khi mà buồn quá thì chị sẽ rủ anh Tiểu ở chơi trò bán đồ ăn với chị. Chị sẽ bán ở trong lều, còn anh Tiểu ở sẽ mua. Chị sẽ bán cho anh Tiểu ở những món đồ ăn ngon nhất và bất tiện nhất nữa. Sao vậy Thốn? Cái này là của Thốn nhá. Của Thốn mà em cứ nhận vơ là sao nhỉ? Của Thốn mà. Của Thốn chiếc lều này nhá. Rồi sau khi nói đây là chiếc lều của Thốn này. Thốn của Thốn bên đây. Của Thốn bên đây nhá. Còn bên này là của Thốn nhá. Bên này là của Thốn. Rồi rồi được, ai cũng có phần hết trơn á. Đấy, Thốn sau khi nói là của Thốn bên kia thì đã muốn qua bên kia rồi. Đó, kem nhìn kìa. Thốn cái nào cũng thích hết á. Bây giờ phải làm sao? Hai bạn đã đi ra ngoài và thảo luận với nhau rồi. Tí nữa sẽ đi vào và đưa ra kết quả cuối cùng. Cuối cùng Thốn lấy cái nào đây? Thôi thì bạn Thốn là con trai, không thể nào lấy chiếc lều công chúa này được. Chiếc lều này chắc chắn sẽ là của bạn Thốn rồi. Video của chị đến đây cũng là kết thúc luôn. Nếu như các em thích video này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau.